lớp may mắn ở trường rồi đúng không? Rồi, support bạn nha các em. What happened now? You are here now, huh? What are your name? My name is Bun. Okay, and your name? My name is Hin. Okay, are you ready? Sure. Number from 1 to 44. I choose 32. 32. Let me check. Let me see. 32. Rồi chúng ta cùng nghe câu hỏi dành cho lớp 8A13 nha. Câu hỏi 32. This one doesn't have A, B, C, D. No A, B, C, D. This is your punishment. Các bạn hên, các bạn chọn trúng câu mà không phải câu trắc nghiệm luôn. Đúng lớp hên thiệt luôn. Very difficult. Chọn trúng câu. Sorry. Yeah. Which famous artist is known for painting the Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Are you sure? Are you sure? Maybe it's Leonardo DiCaprio? I'm sure. But I like Leonardo DiCaprio. He's very handsome. I don't care. Yes, okay, very good. Wow. Congratulations. Chúc mừng các bạn lớp 8A13. Mình chọn chút câu khó nhất luôn mà các bạn trả lời đúng rồi nha. Câu hỏi của các bạn là ai là tác giả đã vẽ nên bức tranh nàng Mona Lisa?